sáng tỏ giữa khơi xa như hàng dương gió reo suốt buồn mưa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu vì sao. Để tránh nhầm lẫn hoặc người khác làm giả thương hiệu, quý vị và con lưu ý số điện thoại 0968129996. Hà Bình Ngon chỉ có số này để quý vị có thể liên hệ. Còn ngoài những số khác ra, quý vị phải để ý, rất dễ người khác làm giả thương hiệu của Hà Bình Ngon, hoặc hỏi đến gần nhà văn hóa đội 7 xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi lao gió thổi trên bờ, bươm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Thị xã Phước Long, Bình Phước, cho anh Trần Đình Hải. Đây là Hà Bình Ngon chuẩn bị trước để sáng mai ra gửi cho sớm. Còn đây là gửi vào Đồng Nai. Đây là hợp tác xã nông nghiệp và xoài xã Phúc Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, máy phun vôi. Đây là anh Lê Văn Đê. Địa chỉ là 302 số cũ Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum. Thường ngày công việc của Hà Bình Ngon rất là vội, và rất nhiều khách cũng xem qua video của Hà Bình Ngon và gọi điện đặt hàng. Nhưng mà thường thì Hà Bình Ngon sẽ nhận tiền qua tài khoản trước nếu mà khách hàng ở xa, sau đó Hà Bình Ngon sẽ nhận được tiền trong tài khoản và sẽ đóng hàng gửi đi cho khách qua bưu điện hoặc nhà xe. Thì cũng có một số người thì cũng mua hàng qua mạng online thì cũng rất là ngại chuyện bị lừa. Nhưng mà Hà Bình Ngon khẳng định với bà con